Tuyết Nhàn xin chào đón tất cả quý khán thính giả của đài IBC đang đến với chương trình Khoa học Kỹ thuật hàng tuần do tôi Anh và Tuyết Nhàn phụ trách. Hy vọng rằng qua những chương trình như thế này, chúng tôi có cơ hội được tiếp chuyện với quý vị và được cơ hội để gửi đến cho quý khán giả những bản tin liên quan tới khoa học kỹ thuật và áp dụng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tuyết Nhàn xin chào chị tôi Anh. Chào Tuyết Nhàn, một lần nữa tôi Anh xin hân hạnh kính chào quý khán thính giả của đài IBC. Thưa quý vị, mở đầu cho chương trình khoa học kỹ thuật tuần này, tôi nhà sẽ gửi đến quý vị một bản tin liên quan tới công ty mới của Tiger Woods trở thành đối tác của PGA Tour. TMRW Sports do Woods mở cùng Rory McIlroy và doanh nhân Mike McCauley vận hành nhánh đấu phụ cho PGA Tour từ tháng 1 2024. YouTube sẽ tung ra những sản phẩm và dịch vụ về khoa học kỹ thuật công nghệ cao về ngành thể thao, truyền thông và giải trí. Doanh nghiệp mới này được cho sự hỗ trợ cho PGA Tour cạnh tranh với LVI Golf Invitational Series được Saudi Arabia đầu tư. Một ngày sau đó, thì TMRW Sports công bố việc phối hợp với PGA Tour tổ chức nhóm giải bổ túc với danh xưng TLG. Cả Woods và McIlroy đều cam kết thi đấu. PLG là cuộc cách mạng kế tiếp trong golf chuyên nghiệp và họ rất vui khi giúp dẫn dắt nó vào tương lai. Woods chia sẻ, theo kế hoạch, mỗi giải TLG có 18 golfer PGA Tour chia thành 6 đội tranh tài trong 2 tiếng vào giờ vàng thứ hai trên một sân giả lập, nhưng mặt green là thật. Lịch đấu với 15 chặng thông lệ, 2 trận bán kết và chung kết, bên cạnh 47 giải trong lịch chung của PGA Tour. Không gian thi đấu thì thiết kế theo kiểu vận động trường có khán đài và được truyền hình trực tiếp. Khu vực so tài sẽ bằng 3/4 sân đa banh của Hoa Kỳ dài 110m và rộng 48.8m, lắp green tùy chỉnh độ khó theo từng hố thuộc sân đấu trên máy. Ban tổ chức sẽ đặt màn hình cỡ lớn để khán giả theo dõi thông số từng cú như vận tốc, đầu gậy và banh, khoảng cách đánh hay là quỹ đạo của trái banh. Được biết, PGL sau khi được công bố sau khi mà đặc phái viên PGA Tour là Jay Monahan thông báo thì đưa thêm ít nhất 100 triệu Mỹ Kim cho mùa 2022-2023. Cả hai hoạt động đều là ở sân East Lake, là nơi cơ quan chủ quản đấu trường golf hạng nhất của Hoa Kỳ tổ chức chung kết lớn là Tour Championship để tìm chủ FedEx Cup, là một nhà vô địch toàn đấu trường. Thưa quý vị, như quý vị thấy là bản tin này liên quan tới việc một cái hãng về thể thao được Woods, Tiger Woods thành lập và nó sẽ phát triển về những mặt khoa học công nghệ kỹ thuật áp dụng trong lĩnh vực thể thao trong tương lai. Sắp tới đây chúng ta sẽ thấy được nhiều những thiết bị mới có thể áp dụng cho những cái giải đấu PGA Tour chuyên nghiệp tại Hoa Kỳ cũng như nhiều nước trên thế giới do công ty Tiger Woods thành lập sản xuất. Còn nói về Tiger Woods thì quý vị cũng biết là rất quen thuộc với anh chàng với gọi là đấu thủ về golf chuyên nghiệp nổi tiếng, một trong những người nổi tiếng nhất thế giới chứ không phải chỉ nổi tiếng Hoa Kỳ. Và có một điều nữa đó là tuy nhiên nhớ không lầm đó, là Tiger Woods, cái tên Tiger đó là do ba của anh đặt dịch, bởi vì ba anh có một cái người bạn thân, người bạn thân người Việt Nam đi lính, dạ đi lính ở Việt Nam tên rồi đặt là Hổ, Hổ đó, dạ cho nên anh mới lấy cái danh xưng như vậy. Cho nên là bác đó tên là Hổ, dạ đúng vậy, cho nên rằng là vì cái tình đồng chí, vì tình đồng chí cho nên rằng là đặt đồng đội đó, nhà đồng đội trên chiến trường đó. Thưa quý vị, và chúng ta đến với tin tức tiếp theo liên quan tới TV của hãng Toshiba. Chúng ta sẽ đến với công nghệ chân thực được giới thiệu trên TV Toshiba. Hãng Toshiba đã sử dụng công nghệ tái tạo màu sắc lấy cảm hứng từ kỹ thuật nhuộm của Nhật Bản, kết hợp với thuật toán xử lý hình ảnh âm thanh để tối ưu trải nghiệm nghe nhìn. Dòng TV Toshiba 2022 có nhiều nâng cấp trong kết cấu, thiết kế và công nghệ bên trong. Đường nét sản phẩm được tinh giản, gọn gàng, độ mỏng màn hình thay đổi rõ rệt, góc cạnh tròn, đẹp mắt. Những chi tiết không cần được loại bỏ hẳn giúp cho sản phẩm trở nên dễ hài hòa trong mọi không gian sống. Đại diện hãng này cho biết sản phẩm năm nay tập trung vào nghệ thuật tối giản, từ đó mang đến cho người dùng trải nghiệm tốt hơn, đắm chìm trong từng khung cảnh chân thật, chất lượng âm thanh cao cấp. Tới nay, TV Toshiba trải qua 70 năm hình thành và phát triển, hãng cho ra mắt nhiều bộ sưu tập mang đậm dấu ấn công nghệ Nhật Bản, nâng tầm không gian sống. Đối với các sản phẩm TV, màu sắc là điểm nổi bật nhất tạo nên sự khác biệt giữa các hãng với nhau. Toshiba là một trong những đơn vị đi đầu trong việc đầu tư công nghệ giải quyết màu sắc và chất lượng ảnh, màu sắc trình chiếu. Hãng này lấy cảm hứng phát triển công nghệ màu từ kỹ thuật nhuộm truyền thống Tenkyo Yugen, là một loại kimono nổi tiếng với bề dày lịch sử hơn 300 năm của Nhật Bản.
Kỹ thuật này được phát minh và ứng dụng rộng rãi từ thế kỷ 17. Tới nay, kỹ thuật này vẫn được duy trì và gìn giữ bởi những người thợ lành nghề tâm huyết. Khả năng tái hiện chân thực từng chi tiết màu sắc chính là nét đặc trưng của kỹ thuật nhuộm màu đặc biệt này, và nó trở thành một nguồn cảm hứng cho các kỹ sư sáng tạo của tập đoàn Toshiba. Dễ sợ ha, rất là đẹp, nhìn trên nó sắc nét mà giống như là mình thấy giống như là cảnh vật bên ngoài vậy đó. Dạ. Và sẵn đó quý vị mới thấy là họ quảng cáo không chỉ cho cái tivi, cho cái màn hình tivi, mà quảng cáo luôn cái nghệ thuật nhuộm cổ truyền của người dân Nhật. Tức là cái tinh thần dân tộc rất là cao, lồng ghép vô trong những cái sản phẩm mới chính là những cái kỹ thuật từ xa xưa của dân tộc. Và chúng ta có thể thấy là bây giờ giống như mình nói, nghe như vậy, nghe cái bản tin nói Toshiba tái hiện lại những hình ảnh chân thực, những màu sắc của kỹ thuật nhuộm, thì chúng ta sẽ suy nghĩ, ủa, mình chưa nghĩ tới cái tivi nó như thế nào, mà nghĩ, ủa, cái kỹ thuật nhuộm sao mà áp dụng vô tivi. Đó là cũng là một trong những cái cách mà tự hào về văn hóa dân tộc và nguồn gốc này kia rất là lớn của người dân Nhật Bản. Họ nghiên cứu rất là kỹ. Dạ. Cạnh tranh với nhau từng chi tiết luôn á. Dễ sợ. Không chỉ có Toshiba mà rất là nhiều hãng như là Sony, Samsung hoặc là những cái hãng khác, hoặc là Element hay là Vizio này kia vân vân. Năm nào cũng thấy ra những cái mẫu mới để cạnh tranh với nhau. Nhưng mà thực sự là Nha biết sao không? Tại vì cái vấn đề ra là mình thấy người ta là cái nhiệt huyết, người ta tìm tòi ra những cái gì mà tốt nhất, mà mới nhất ta đưa vào. Nhưng mà thực sự á, bây giờ mình không biết cái gì, nhưng mà cái loại tivi lại càng ngày càng rẻ. Nha thấy cái chiếc xe nó lại càng ngày càng lên. Nhưng ngoài đặc biệt giống như tụi anh thấy hồi trước kìa, là tivi á là ồ 3.000, 4.000, 5.000 nha. Mình mới có được những cái tivi mà giống như là wow, big screen tivi rồi gì đó. Xong còn đằng này không. Cái thưa quý vị, bây giờ đó là này kia cái nọ, vài trăm luôn có cái tivi. Bây giờ 55 inch, 50 inch gì đó là cũng là cũng chỉ là khoảng chừng 600-700. Mình đi vô một vòng Costco nó trộn xong mình thấy rẻ mà mình ham mà luôn á. Nhiều nhà còn bớt tivi lại nữa. Giống như họ muốn một số thì họ bây giờ muốn theo cái trường phái là giảm thiểu những cái máy móc điện ở trong nhà. Đúng. Để ngay cả trong phòng ngủ cũng vậy. Trong phòng ngủ là chỉ ở ngoài phòng khách là để một cái tivi thôi. Đúng rồi, trong phòng ngủ bây giờ không luôn, không bực trước khi ngủ là mình để giống như là để cho mọi thứ giống như là mình so relax để trước khi mình có một chiếc ngủ êm, chứ không có phải rằng là mình hồi trước đó, thì mình coi tivi tới khi ngủ ha. Hồi trước là mình luyện phim này kia. Hồi trước rồi xong mở cái có nhiều người họ thành coi là tôi mở phim sáng chiều chiều tối mở 24 tiếng rồi giật mình tới đâu coi cái đó rồi ngủ tới đâu ngủ đó. Nhưng mà không, thực sự tới bây giờ đó tự nhiên mình cảm thấy là mình chỉ có là coi tivi ở ngoài phòng khách, rồi khi đi vô một cái là mình xong rồi mình để cho nên tôi nhà vẫn còn lạc hậu lắm, bởi vì ở nhà phòng khách cũng tivi, phòng bếp cũng tivi, cái patio cũng tivi, phòng không, ngủ mỗi cái đó phòng không cũng lạc TV. Hậu nha. Rồi chưa kể bây giờ không coi tivi thì ôm cái điện thoại, không có luyện phim tivi thì trong mắt lên nửa đêm nửa hôm coi cái phone cho nó xong cái tập, rồi cứ hết tập này nó lết qua tập khác thì nó cứ vậy đó. Thì thực sự cái thưa quý vị nha biết sao không, tại cái hai trở lại khoảng chừng 2-3 năm trước thôi thì là tụi anh cũng hư lắm. Nhưng mà sau thời gian sau này là bây giờ trước khi thì ngủ nói em hư đúng không? Không, không có, không dám. Nói bây giờ đây, mình tập đó, mình tập một cái là xong khi mà để cái phone là choạc một góc để xa lắm, không có reach tới, cho nên rằng là rồi cũng không có ôm phone. Cho nên thí dụ như nha có nhắn, thí dụ cái tới giờ ngủ nè nha nhắn xong ngày mai mới tính. Em là ngay tầm tay luôn. Không mà tại vì á nha ơi, tại vì khi mà nha tìm hiểu lại đi, khi mà cái sóng điện từ á biết nó gần đó, nhưng mà hả nó cứ vậy á, cái gì bởi vậy giống như nói là mình biết là ăn thịt ăn cá này kia nó không có tốt bằng ăn rau củ quả đúng không, ăn rau này kia vậy nhưng mà mình vẫn ăn thí dụ vậy, hoặc là giống như mình biết là cái này vậy nhưng mà mình vẫn làm khổ lắm. Cho nên cái sự mà để có được cuộc sống mà tốt đẹp nè, healthy này kia là một cái quá trình chứ không phải không cần quá trình đâu, không cần quá trình đâu. Tôi nghe rất nể những ai mà thí dụ như là ăn chay trường nè, tại vì người ta làm được mình làm không được, hoặc là không, những ai mà thí dụ nội bây giờ không coi tivi hoặc không coi phim ban đêm thôi, không coi phone, khi mình đủ duyên lắm. Rồi mình đủ duyên rồi là được thì rồi mới nha. Vậy cho nên mới nể đó, nể những người như vậy. Không, thực sự là kính thưa quý vị, như là tụi anh mà trải qua Tuyết Nha cũng nếu mà có thời giờ thôi, chỉ có 4 ngày 5 ngày thôi, trải qua một cái tuần thanh lọc thôi là tự nhiên mình biết là mình sắp xếp, mình tự sắp xếp lại đồ ăn cho mình là do nha thôi à.
không ai đâu. Dạ vâng. Thôi bỏ qua. Thôi không bỏ, bỏ qua. Bánh cứ bánh giò, bánh đồ này kia vậy, cứ tinh bột này kia vô. Dạ vâng. Dạ, thưa quý khán thính giả, đến đây thì chương trình xin tạm dừng trong một vài giây lát. Quý vị đừng rời màn hình của IBC TV, chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần bảo trợ thương mại của những cơ sở kinh doanh sau đây.